Hello, xin kính chào quý vị các bạn và cũng như các nhà hảo tâm đang xem trên kênh YouTube của Nguyễn Nhật Bắc TV. Hôm nay là Bắc đi ngang qua đây có công việc á, thì cùng nghe kể qua một cái hoàn cảnh của một cái gia đình rất là đáng thương. Một gia đình là nghe nói là cả năm hai vợ chồng và ba người con này là đều bị cái bệnh dị tật kỳ lạ. Nên là hôm nay bác có thời gian thì tranh thủ ngang qua thì bác cùng ghé vào thăm và hỏi thăm sức khỏe gia đình của mọi người một tí. Xin mời quý vị khán giả cũng như các nhà hảo tâm cùng theo dõi nhé. Chú chào con nha. Chào chú. Cháu là con trong gia đình này à? Dạ, con đầu. À, con đầu à? Cháu năm nay học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 11. Học lớp 11 à? Cháu dạ. Tên gì ấy? Cháu tên Như. Như à? Dạ. Thế bố mẹ đi đâu con? Bố mẹ, mẹ thì đi cấy còn bố đi làm xa. Bố làm xa à? Dạ. À, thế à? Thế đấy là em trai con à? Dạ. Là em bị thế này lâu chưa? Lâu rồi. Thế cái trẻ đã à? Là bị bẩm sinh à? Cháu sáng mới nói tí đấy. À. Thế là cháu bị mỗi mình nó mặt đấy hay là bị cả luôn? Ở ngoài xem nào. Là đấy có vết mổ đó đúng không? Dạ. À, là cháu mổ đó à? Dạ. Cháu mổ bao nhiêu lần chứ? 2 lần. À, thế à. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi. 13 tuổi à? Dạ. À, 13 tuổi là cháu học lớp mấy rồi? Lớp 8. À, năm nay học lớp 8 rồi à? Dạ. À, thế phần nhanh nhẹn chứ ai? Thì gia đình của cháu là bao nhiêu người ấy? 5 người. Là sáng mấy chủ hỏi chứ? 5 người là nghe là bố bị phải không? Dạ. Là bố bị ở đâu? Bố bị trên đầu với trong người. Trong người là bị như thế nào? Bị mấy cái cục. Nổi cả người luôn hay sao? Ừ, nổi cả người. Cả người luôn? Dạ. Là cái cục sần sần đấy nè. Dạ. Hay là cục ú? Cục mấy cái cục sần sần. Cục sần sần to nè. Dạ. Nổi to. Có. À, bị đến đâu to? Có bằng trên đầu to. À, cháu đấy ông hình tinh trang ông bị đúng không? Dạ, đấy. Cái vết đi chịu tẩy 2 lần. À, đi tẩy 2 lần à? Dạ. À, thế à? Thế là em của cháu là bị nặng nhất à? Dạ. Thế đâu một người nữa? Một người còn đi học. Đi học hả? Dạ. Học lớp mấy? Học lớp 5 tuổi. À, thế à? Nhà cháu có được hộ nghèo? Có, được hộ nghèo từ 2012. À, thế là đấy là căn nhà lắp ghép à? Dạ. Là hỏi cháu à? Dạ. Cho chủ tham quan tí nha. Dạ. Đấy. Để chủ đi tí đây. Dạ. À, thì thưa quý vị, đấy là cái căn nhà lắp ghép này của nhà nước làm cho. Đấy. Là vừa làm xong. Nhà 5 người. Mẹ đi cậy à? Dạ. Ruộng nhiều không con? Ruộng cũng ít. À. Đấy là một chiếc giường. Năm người ở là cũng hơi chặt tí hay nhưng mà cũng được hay. Cái cháu hôm nay không học à? Có. Hả? Có. Được nghỉ 10 triệu. À. Cái này con đi mổ chưa? Con đi mổ nữa không? Cũng không biết bố mẹ. À. Bố mẹ con nói đi mổ hay là sao? Họ nói là càng mổ càng phát triển. Càng mổ càng phát triển á? Dạ. À thế à? Tôi à. Đi học có hay chơi với bạn không? Không. Hả? Bạn nhiêu? Nhiều. Bạn có hay chơi con? Có. Ừ, đấy là tuyệt vời hay. Thế con học bên trung tâm à? Bên bên nào à? Dạ, bên kia. Phải đi qua sông à? Vòng lên cầu. À, vòng lên cầu, bố mẹ chở đi à? Từ đi xe, họ, nhà trưởng cho tiền đi mua xe. Được, em của con đang đi học, nó là, à, vừa rồi bảo lớp 7 hay? Lớp 5 tuổi. À, lớp 5 tuổi thì em của con không biết? Không. Không biết à? Dạ. À.
là bộ bộ bì mẹ bì. Dạ. Với cháu cũng bị là bị mặt là cũng đỡ hơn đúng không anh? Dạ. Là cháu này là bị nặng nhất thầy. Kính thưa quý vị, cháu đấy là bị từ khi bẩm sinh, nhưng mà mổ bảo là mổ hai lần rồi, nhưng mà hỏi cháu bảo là bác sĩ bảo là mổ càng mổ càng phát triển, không biết như thế nào cả, không biết là quý vị các bạn đã gặp trường hợp như này chưa, nhưng mà bác thì gặp nhiều trường hợp là bị nó những cái khối u cả tảng nó cả cái vùng cuốn cổ mặt này, nhưng mà họ vẫn mổ được bình thường, là bệnh viện các bệnh viện ở trong Sài Gòn á, chứ không biết cái bệnh của cháu là cái bệnh có phải như những người kia hay không. Đấy, nếu quý vị khán giả và các bạn mà thấy được cái kiểu của cháu đấy á, không biết cái bệnh gì ấy, thì có thể là các bạn cháu bắt một cái bình luận, một cái nhận xét và một cái góp ý xem cháu có thể là đi chưa được ở những đấu để cho cháu chưa được, vì rất là tồi. Cháu năm nay mới học lớp 8 á, gia đình là 5 người, bố bì mẹ bì, dạ. Bố cũng bì mà mẹ cũng bì, cháu này cũng bì, cho nên cháu này là đỡ nhất, còn nặng nhất là cháu này. Đấy. Thế cháu bình thường đi học ăn uống ở nhà rồi mới đi hay là sao? Ăn uống ở nhà mới đi. Ăn nhau đi, không đi sao mới kia ăn sáng à? Không. À thế à? À. Thôi, vào đấy chú gửi chị tiền đi uống nước nha. Không có nhiều cho cầm tiền uống nước nha. Ừ. Nha, sáng mai đi uống nước thôi. Cho cảm ơn. Nha. Vâng, thưa quý vị, bác đi thì cũng gặp nhiều trường hợp thôi, nhưng mà cháu này thì là năm nay 13 tuổi, nhưng mà thấy cũng là mổ, cháu mổ hai lần đó, anh thấy rất cũng rất tồi, chứ không biết là các cái phương pháp ở bệnh viện ở chỗ khác như thế nào, nhưng mà bệnh viện là các cháu đi mổ bệnh viện Hà Nội rồi, cho bác sĩ bảo là càng mổ càng phát triển, chứ không biết là các cái bệnh bác thấy là ở trên các cái kênh YouTube lớn, vì các cái chỗ bệnh viện lớn đấy họ cũng các cái kênh YouTube lớn họ cũng đăng tải đấy, là có nhiều cái bệnh viện là họ rất là giỏi chữa trị cái này á, chứ không biết là có chữa đây không, nhưng vì cái cháu nhỏ này là thầy nói chuyện cũng rất là minh mẫn, nhưng mà thầy rất là tồi, mới học lớp 8 nhưng mà bị như thế này đấy. Đấy, khuôn mặt bên này là khả khẳng bên kia luôn, rất là tội nghiệp luôn. À, qua cái chương trình của bác, video của bác á, rất mong là quý vị các bạn là cho bác một cái ý kiến, một cái nhận xét và góp ý nhé, để có thể là cháu có thể là tìm được một cái bệnh viện nào hoặc là một cái nhà hảo tâm nào giúp đỡ cho cháu. Vì cháu ở đấy là cùng một hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là đặc biệt. Nhà 5 người là 4 người đều bị cả. Đấy, nhà thì nhà hộ nghèo, đấy nhà lóc kẹp nhà được chó. Đấy, bác cùng quay một video cho quý vị và các bạn biết. Ai có thể là xem được video này có thể là hỗ trợ giúp đỡ bác một phần là về hiểu biết về cơ bản về cái bệnh này nhé. Và thứ hai là có thể kết nối được cái nhà hảo tâm nào để có thể giúp đỡ được cháu. Bác rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt nhé.